Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ ba ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Mạnh Vlog 1. Hôm nay mình quay gồm có 3 đài: đài Bến Tre, đài Vũng Tàu và đài Bạc Liêu.